Audio Jungle. Cái này sung quá sung. Thế cái này đi. Đấy như bữa bạn nói, nó không cao nhưng mà nó sung lắm. Ủa cây nhìn xanh rồi. Quay xung quanh cái tán rồi đó rồi sau khi tỉ là vài năm năm sau hôm qua thấy nó khác à. Nhớ cái này nha. Ok, cạnh cây bơ bin. Rồi, cây bơ bin. Ở đây bơ hát cây bơ bin nhỉ? Không phải bin. Bin phải lá đó nào, cái này hát. Ok. Ờ, anh nhìn có gì nào anh không hiểu anh cứ hỏi. Nhớ nha, trang điểm nó đẹp đẹp tí nha. Ờ, anh hỏi thoải mái. Mình vô làm trong trước cho nó khỏe. Đúng rồi, phình cho mình đấy. Mình chuyển bắt đầu mình chuyển từ trong ra đúng không? Mình chuyển ngoại vào. Tiếp tiếp bơ ai cũng vậy. À, anh bơ của anh nào em lại em giải thích cho. Cái cành này không có tác dụng đâu này. Anh tỉa là anh cứ tỉa trong. Mất tác dụng rồi. Cành này là không có tác dụng luôn. Bỏ nha. Rồi. Không cần. Cành này bỏ rồi. Anh răng là vàng mới đẹp. Cành này cũng bỏ hay. Đúng rồi đấy, anh là mấy trăm đó anh. Lại là cả thứ nhiều quá. Nhớ nó đang là rậm rây, hất tóc nó cái là ra đẹp hết á. Mấy cái đó là xẻ đất hết á. Năm sau xẻ hết á. Bây giờ không có trái, ở mùa này mình làm là ok luôn. Là sau này vô mưa nó ra nó hai ba cơ, hơi cơ đọt nữa nên là để đây nó không chẻ. Cái cành trái của mình nó nằm ngoài hết nữa, không sao. Bấm thoải mái. Những mái cành song song này nếu mà nó lên vướng đây đây thì bấm mình bỏ luôn. Đúng rồi, em đang về thì nó phải tiền lại đúng không? Cái này. Đấy như em cái em tỉa. Cây không trái hoặc là cây đã đậu chuẩn này kia thì dễ tỉa, chứ còn cây đang ra bông khó tỉa không? Ờ đang ra bông sau tỉ để nó đậu. Còn đậu như vậy hoặc đậu trái chứ. Đang ra bông là để nó quang hợp với anh à. Chứ lại nó trao đổi chất, mình phun thuốc nó hấp thụ được lá nhiều, nó hấp thụ nhanh là đậu rất là nhanh. Sau khi nó hấp thụ đậu trái xong cái cành này không quan trọng là mình tỉa để dinh dưỡng tập trung nuôi trái. Rồi khi mà cái đợt mà chuẩn bị sang năm mới á là bón phân thúc. Để ra đọt dày, giữ đọt chè cái này ra bông mới nữa. Bấm luôn thôi. Lấy cưa đi. Lấy cưa. Về lấy cái cưa bên ơi, cái cưa trắng ở nhà. Cưa đúng rồi. Đây cho lấy cưa. Là bị đất mà để làm gì? Đúng rồi, mấy cái loại mà không có quặng làm gì đất thôi. Về cái về lấy cái loại này. Không, tại khi nó có kéo, có quặng thì thôi ráng gượng treo đầu lên thì được. Đúng rồi, có quả thì mình đưa nó lên. Không có quả thì mình để làm gì đâu. Thế như có nét mình rồi thì rớt mình bấm. Cuộc cày bấm luôn rồi. Bấm luôn. Tạo tán mà. Mình tạo tán nó sang năm á. Tạo để cho sang năm mà lo gì. Tại vì giờ đâu ăn trái đâu có ra bông được nữa đâu. Nên mình sẽ bấm bỏ. Rồi nó sẽ ra 2-3 cái đọt là cành nó nằm y như vậy hết. Ví dụ hồi trước là nằm trong đây. Sau anh tỉ dần nó sẽ ra nằm ngoài đây. Cho nên là em nghe, anh nghe trong clip em nói là mấy ông chồng cầm kéo ra vườn bấm là mấy chị em. Đây mấy chị em này, đây 4 chị em này. Cho nên ai mà dám cắt đi. 4 chị em mà tiếc rồi. Cái này thôi. Cho nên là mấy chị em phụ nữ có đầu tí của anh có một rồi. Cái một số anh bấm bên kia là qua hướng dẫn sơ cho nó được. Tự nhìn trên YouTube anh bấm đi. Rồi anh cứ thúc phân game đi. Rồi đúng 4 tháng sau là thấy khác à. Đều đẹp. Mình bấm đáng lẽ mình bấm luôn cái này này. Đúng rồi. Bởi bữa nó ra hôm nay. Bên kia nó phải. Bên đây đã có cành rồi, mình không để làm gì hết. Để nó hàng to vậy đó. Nó có ăn hợp chứ. Như mình kìa. Anh nghĩ sao mày cây này giờ quả không nuôi. Nó nuôi cái gì vậy? Không, anh để ở đây ít bữa vô mưa nó sẽ trứng lại, anh thấy là bất ngờ nó trứng hơn nữa chứ không phải là như thế này đâu. Như thế này mình bấm mình thấy nó trống chứ. Bây giờ bơ mình để có nhiều cành. Anh bảo là bơ ở đây này 3 năm về là bé. Do mình để nhiều cành. Nhiều cành quá nó không có lực. Nhiều cành nó không có lực. Giờ anh nuôi ra hết à, cành này nó sẽ cắt xong. Nó tập trung dinh dưỡng nuôi cành. Đọt ra vườn sẽ rộng tán ra và nó không có tập trung dinh dưỡng vô tất cả cái nhánh nhỏ như này, nó cũng phải cần dinh dưỡng. Đó nên anh để như vậy thế này. Rồi. Cái gần xa trong cái xa cái gì? Ờ nhà cũng được. Sau này nó khô nữa là vừa. Đó, thó ngã chứ mày đẹp rồi đó. Để cái này mấy cái cành con này tiện hết không người chưa? Nhát tay đi không tiện rồi. Nhát tay đâu thể dám tỉa được. Cưa giùm em nhát tay luôn rồi. Mày mấy cái này mấy con này tiện hết luôn. Bỏ hết. Tại vì sau này mình ăn ở ngoài nữa. Tại nó ra bây giờ. Này anh cứ tưởng tượng như cái này cắt xong rồi. Cái tán mình nó nằm ở đây mình ăn. Sau này cái lúc mà phân hóa hoa là những cành này mình không bao giờ cắt nữa nha. Đậu cái hết. Hồi nãy những cây này em chỉ rồi đó. Những cành gọi là không cắt nữa. Còn những cái cành này nó mọc ngược vô trong là mình cũng tiện luôn chứ. Nó chỉ động.
cái này cũng tí. Mình sao đừng đụng nhau. Cái này cũng tưởng. Cái này cũng soát luôn. Ồ. Cái để em coi thử nên lái cành nào, tại vì có hai cành, một cành dưới, một cành trên. Lái cành trên này. Đấy, đụng cho. Rồi, bấm vậy luôn. Đấy, đúng rồi, chính xác luôn. Rồi, bỏ vậy. Đồ, hoa tỉ, kỹ cái này hả? Cái mình không thông thoáng, ít bệnh, bộ xích chỗ không có nơi cư trú là đỡ ảnh hưởng tới. Nếu mà cái nếu mình tỉa vậy mình thì thuốc nó đỡ rồi. Bên này. Đỡ tốn thuốc nữa. Đỡ tốn đau bao nhiêu thuốc nữa đâu. Nhưng mà để cái này hết nhiều thuốc lắm. Quên phát đi. Quên dạy anh, mình cắt canh á, vì sao? Sau này cho nó bớt cái tỷ lệ nứt cái chồi ngay đây. Và sau này những cái chồi mà em cắt chỗ đây nó nứt lên, chỗ đây vậy nó nứt lên lạc hết. Không chịu cái nào hết. Tại vì mình đã tạo tán rồi mà nứt lên lên thẳng sao? Nó cứ lên thẳng. Những cái này cũng vậy, bây giờ mình sẽ nuôi cành này cho nó ra. Đó, cho nó ra vào đây. Cái này cũng vậy. Để cho nó ra ngoài. Này bắt được phi ngang. Như cái chỗ cành này mình bấm luôn hả? Dạ đúng. Cái này bấm luôn để cái này hả? Để cái này hay cho dưới đây. Mình để dưới này đi. Đó. Từ cái tán xe đó. Cặp nữa mình ra ngồi mình nhìn sau rồi vô mùa mưa mình cũng nhìn một lại một lần nữa. Nó sẽ khác nhau hoàn toàn. Quịch nuôi cái canh này đi luôn hả? Đúng rồi. Đúng rồi. Quịch nuôi hai cái canh này đi. Đấy, canh trong qua nữa. Đấy. Cái này bấm luôn rồi giờ chị sót rồi đó. Cái này mình cho đi luôn này, tự nhiên nó chìa quá này không? Ừ. Nếu mà này, này cho đi không? Luôn cũng được. Đi luôn. Cho đi luôn đi, tự nhiên là nó còn mấy tán đây đúng rồi. Đó. Không cái này có này một tháng này. Sau vô mưa là đọt nó ra y như cành chính mình mới vừa cắt xong. À. Y vậy. Cành này mình bỏ đi. Lại bên kia có cành rồi. Nhìn mẹ thì nhà biết bao nhiêu công sức nuôi mà mình cứ thả cái này mình nghĩ là mình tỉa nhiều quá mình không nhìn là mình không dám bấm thật sự là không dám bấm gì ra cái tạo tán mũi trái không cho bấm vậy đâu nó là tạo tán đấy thì mình còn cái lúc cây có trái rồi mình bấm này còn gì nữa là trái tức là mình đã tạo tán này tạo tán đúng rồi chúng ta tạo cái trường hợp là để sang năm nuôi bông mà để sang năm thôi chứ giờ cái trường hợp mà đang ra bông mình tạo vậy còn gì nữa là mất hết bấm hết canh ăn thì sao mất năng luôn á bơ mình vậy năm thứ hai tuyển khoáng cái này đẹp đúng không thứ hai thì thoải mái cho em vậy năm thứ hai của mình cho nên là cứ năm nào lần cứ hái trái xong là năm nào mình cũng phải làm đúng rồi năm lần cho em cái này xong cái thời điểm mà thu xong là mình sẽ làm canh kiểu này đó đúng rồi quá nó khác đúng rồi em hướng dẫn hết mà bơ này hơn 2 năm về đẹp không được không được rồi này đẹp mà uống cái dàn cành thôi nó đậm hơn rối mà uống phân uống tiền uống thuốc phun này nội cây này nó uống phải là 4 lít giờ không đủ á tự nhiên 4 lít thuốc uống không nếu anh phun kia còn lại 2-3 lít thôi nếu mà tỉ bớt á lá không tỉa vài chỉ thuốc còn bao nhiêu quá này thì đang mất nửa cây mà nếu mà tỉa nửa cây rồi mất nửa cây quá nửa cây mới trồng dày đó dày cả em trồng 5,5 m có chỗ 5,7 m chỗ 5,5 m 6-8 là hay nhất đấy còn mình do bệnh do mình để dày còn bệnh nữa dày nó bệnh thế anh đây là anh trồng là 5,5 m 5,7 m do nó anh khoảng 3 năm nữa đụng tán hết và mình phải làm theo thế tán nữa ăn tán cắt tán rồi ăn tán cắt tán nữa là làm nữa cái này là tán chính thì mình phải bẻ mà đúng không cắt ngọn bây giờ luôn rồi cắt bẻ cái nhành này thôi nè cái nhành này hoặc là lấy trên đây lấy trên này đúng không tạo luôn đi đúng rồi tạo cái nào được hẳn một cái gì đó là bên trong lại bấm hết rồi cái này đi bữa bơm thì mình tỉa cho không ghê thôi á chuột cái vườn của anh đây mà tỉa mới sát thấu em bấm luôn dùm mấy cái cành mọc ngược vào trong đấy tí nữa một cây trái lớn anh nói á em chỉ cho tỉa những cây lớn nữa trái lớn nữa đây đây đang tỉa cái cành trong không trái là tỉa không trái tỉa 2 năm bơ lại bơ tỉa 2 năm cứ cành nào cứ chặt vào trong là bơ thời điểm 2 năm tỉa khác còn bơ thì 3 năm khác 4 năm khác chứ không có thằng nào giống thằng nào được. Ui chèo vậy anh hưởng nhìn cây không? Thế là mọi người biết tại sao cái thằng 2 năm tuổi ươm cạn nó vẽ nó sung. Nếu mà 4 năm mọi người tỉa phải đúng nó đẹp. Tức là vào bơ kinh doanh rồi tỉa thì nó không khác đỏ. Nó đẹp chưa? Thế là nên mình đã tạo tán cho nó đấy. Tán lên sang năm tán này. Tạo tán tạo tán chứ còn bơ lớn mình tạo vậy còn gì cơ. Chào vậy không bao giờ không bao giờ chọn gì. Đúng không? Nên là tùy cây. Sung đâu mình làm được cái này. Đúng rồi. Cái này em hướng dẫn cái đó. Mình làm thôi chứ còn bơ lớn kia mình đâu có làm gì thế này được nữa. Làm cái này có toi me bữa nay mình không dám trèo nên được trèo hỏng bữa nay từ hôm em nhìn em dám trèo rồi mình không trèo có ghế đâu cây to đại to thế này mình bắt ghế mình đã trèo lâu rồi bây giờ trèo nó hư cành cái nào không tới là mình trèo lâu rồi rồi thôi cứ để ý cái này
qua 4 tháng bón phân nữa là bung đẹp. Rồi qua qua tỉa cho cái cây kia nhiều nhiều trái à. Rồi rồi. Cứ đi hết vườn đi tới đi vòng. Em đi vòng 3 4 đám nữa chiều rồi mà. Ở lại mai về. Không tối em về. Tối em về luôn. Về em còn việc khác nữa. Cái lấy ngày mai, nhưng mà ngày mai em có việc. Giấu điện đầu tiếp kiếm không này. Ớn chứ hả? Nó sụp cái không. Sụp cái không rồi đó. Ngược cứ khổ là nó ra không đều, em đi ra một bên tán không à. Bên mắc lực. Cái nó không đều, nuôi không đều. Vô mưa cây này sẽ lớn hơn những cây kia mà. Cứ để ý cây này sẽ nhanh nhất luôn. Mập mạp. Mình đi qua kia cái chỗ mình còn lại kia, cái khúc bên kia tỉa hết kìa, đi xuống đường trước nhà mình luôn. Rồi bấm cho nó ra, cho nó ra lại rồi. Giờ thấy thoáng không? Tay bấm dùng luôn hai cành rớt rớt này. Rồi để ý mấy cái bờ ấy bữa nó trái to lắm. Cũng vừa thôi chứ bấm quá nhìn thấy cây ai cũng sót quá. Sót chủ nhà sót. Không. Riêng anh làm là đúng quy trình kỹ thuật rồi chứ không nên sót. Ví dụ cây. Rồi như thế này á, em giống như cây đầu tiên kìa, cái cây đầu tiên nó nhiều trái nhưng mà nó làm đó. Rồi rồi. Đi đi đi. Cái này. Cái này. Để chỉ anh tạo tán sơ cái này, cây nhỏ luôn nha. Tạo sơ nhỏ luôn nha. Không cây tỉa cái cây nhỏ coi. Chỉ nhỏ luôn là mấy cái kia anh tỉa được. Nhỏ thì giờ chỉ cần cho cái trái bắt bỏ đi. Cái này là ấy anh ăn là năm tới đây là anh bắt ra cái con hết rồi. Cái này là ấy anh ăn là năm tới đây là anh bắt ra con hết rồi. Cái này là ấy anh ăn là năm tới đây là anh bắt ra con hết rồi. Cái này là ấy anh ra cái tỷ lệ mà bọt gió nó nhẹ hơn. Cạn gió nhẹ hơn sẽ không bị lây gốc nữa. Nó lây gốc là cái bơ bỏ. Khó cứu lắm. Cái gì này đang tốt đúng không? Nó đổ được. Nó đổ hai lần chứ. Cái nào là em nói cứu được. Mất thiệt. Lây gốc rồi. Lây mất cái cái gì để cặp thôi. Cho lên truyền hình. Anh con về con lấy mũ mũ trong nhà này cầm cho ba cái luôn. Trong nhà mũ nhiều mà con. Đúng là xa đất nặng. Phát tán ra ngang ra xa đất nặng. Rồi coi cái này. Để sau này nó lên cao đã rồi.